Chào các bạn, thì trong ngày hôm nay á, mình sẽ học về cách mà khắc phục nhiễu nó sinh ra trong cái bộ đồ tầng, đúng không? Thì nhiễu mà sinh ra trong bộ đồ tầng ấy, nó phân làm hai loại, đó là nhiễu tần số trung gian và nhiễu tần số ảnh. Đối với loại nhiễu tần số trung gian thì cách khắc phục là chúng ta mắc thêm một cái mạch lọc LC vào trong đó. Còn đối với nhiễu tần số ảnh thì chúng ta mắc một cái mạch LC trước cái bộ bộ trộn. Và sau đây chúng ta sẽ vẽ mạch và chúng ta sẽ làm thực hiện nhé. Đây, đối với cái loại mà nhiễu tần số trung gian thì chúng ta sẽ mắc cái mạch C và L vào. Đây, chúng ta mắc cái cụm này vào. Đây là C, L. Đây là cái mạch CH vào. Đấy. Chúng ta muốn tính cái tần số này. Nhiễu do tần số trung gian nhé. Thì đối với lập tần số trung gian ấy, nó có tần số như sau: F0 bằng 1 trên 2 pi nhân căn của LC. Đấy, nó bằng F với trung gian. Ta tạm gọi là F trung gian. Như đây chúng ta có vẽ thể vẽ cái cấu trúc như sau. Bước đầu tiên là làm gì ạ? Trộn ạ. Bước đầu tiên là trộn. Bước thứ hai chính là lọc trung gian. Lọc ép trung gian. Nó sẽ xuất ra tần số trung gian. Đối với bộ trộn này thì chúng ta sẽ có một cái FMS. FMS này nó được hoạt động bởi cái dao động nội bên trong nó. Đấy. Vậy thì đối với nhiễu tần số ảnh làm như nào? Nhiễu tần số ảnh này cách khắc phục này. Là bạn sẽ mắc LC trước cái bộ trộn. Nó nối tiếp trước bộ trộn. Đấy. Chúng ta sẽ vẽ như sau. Đầu tiên là vào C. Đấy. Thì chúng ta sẽ mắc LC trước bộ trộn đúng không? L C. Ok. Chúng ta sẽ vẽ trước cái bộ trộn, để cái bộ trộn vào. Trộn. Tiếp theo sẽ xuất ra F trung gian. F trung gian chúng ta sẽ lọc trung gian. Lọc trung gian. Lọc F trung gian nhé. Đấy, nó sẽ xuất ra F trung gian. Cái bộ trộn này được tạo bởi cái dao động nội của nó. Đó là FNS. FMS. Đấy. Bây giờ chúng ta hãy phân tích một cái mạch đổi tầng đơn biên để chúng ta xem thử là chúng ta sẽ thấy được điều gì. Đây, chúng ta có một cái mạch đổi tầng đơn biên như thế này. Mạch đổi tầng đơn. Mạch đổi tầng đơn thì nó dùng một diode.
Đấy, thì chúng ta sẽ thấy đây là cái UTA. Đây chính là cái bộ trộn này. Đây con iốt đây chính là bộ trộn này. Đấy. Còn cái FCA chính là cái này. FCA. Cái CA. Đấy, đây là U trung gian này. Đây vẽ thêm một cái nữa. Đây chính là UNS. UNS hay UMS cũng được. Đấy. Và chúng ta xem lại một lần nữa bài học ngày hôm nay nhé. Đây là cái bài học, cái giáo trình được thầy Vũ Chiến Thắng dạy. Và thầy dạy rất là chi tiết. Thầy nói rất là dễ hiểu.